chào mọi người. Hôm nay lòng chim ở mít sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người 4 cái mẫu lòng chè lửa size 80, 86, 88 nang. Chè rất là già, kết hợp với lại độ mông sừng rất là đẹp. Và 4 mẫu này hiện đang rất là hot tại lòng chim ở mít nha mọi người. Từ trái qua phải thì mọi người sẽ thấy đây, 80 chạm chút cành tre, 80 lộ mung mặt cổ, 86 chạm chút tục hạt thiên niên lộ mung lòng tủng, và cây số 4 là cây 88 chạm vạn bi mung tre già rất là đẹp. Thì mọi người mà quan tâm đến các cái mẫu lòng chè lửa từ size 80 cho đến 100 nang, nhiều mẫu khác nhau, thì có thể liên hệ với lòng chim bên Mít nha mọi người. Đây, lòng chim bên Mít, đây là cái logo, cái website là binhocmit.com, cái fanpage là lòng chim bên Mít nha mọi người. Mọi người có thể vô đó thì giá và hình cụ thể từng mẫu từng size thì bên mình sẽ báo chính xác và cụ thể cho mọi người. Clip này mình giới thiệu 4 cái mẫu lòng đang rất là hot tại lòng chim bên Mít thôi. Đây là mọi người thấy cây đầu tiên, đây là cây 80 nha mọi người. Cây này thì làm từ 80 cho tới 100 nang luôn, chỗ nào cũng làm nha. Mọi người cần cái size nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Đây là chào chúc nè mọi người, các cái răng tất cả đi chào chúc. Dạ, chim sẻ, cành tre, khá là đẹp, khá là bắt mắt nha mọi người. Còn đây là cây số 2 nè mọi người. Cây số 2 thì là tan trơn, vanh trơn, dao trơn và móc trơn, kết hợp với lại độ gỗ mung sừng mặt hổ phù, cửa dơi rất là đẹp. Còn đây là cây số 3. Cây số 3 này thì quá đẹp, quá đẳng cấp rồi. Nó chạm thùng hàng chiên riêng lọc thùng, giúp cho mọi người coi cái nét đẹp, đẹp của cái thùng hàng chiên riêng lọc thùng bằng gỗ mung sừng nguyên khối, rất là đẹp, rất là tinh tế. Các cái vanh viền thì là đi chút. Đây là cái phần cửa, chút em sẽ đi qua cái phần vỏ, rất là đẹp nha mọi người. Còn đây, đây là cây số 4. Cây số 4 này là chạm vàng, vàng bi, rất là đẹp, rất là tinh tế luôn mọi người. Quay xa xa, giới thiệu xa xa mọi người không thấy đó, rồi, 4 mẫu. Giờ giới thiệu thêm sơ về cái phần bọ nữa, của từng mẫu nữa đi. Đây, đây là phần bọ của cây vạn bi nè mọi người, rất là đẹp nha. Còn đây là cái phần bọ của cái cây tùng hạt thiên nhiên, quá đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn, quá đẹp và sắc nét, quá tinh tế luôn. Còn đây là cái phần bọ của cây trơn mặt hổ, đơn giản mà quá chất, là cây trơn mặt hổ. Còn đây là cái phần bọ của cây chim sẻ cành tre, cái mẫu này cũng khá là đẹp, khá là mới. Rồi, rất là đẹp nha mọi người. Nhìn từ góc độ này thì mọi người sẽ thấy đây là 4 cái mặt bên hông của 4 cái lòng chè lửa này. Để mọi người quan tâm đến cây nào, size nào thì cứ liên hệ trực tiếp với lòng chim Mít nha mọi người. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.